diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, học và làm việc online trở thành xu hướng. Do đó, đòi hỏi các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nhu cầu này, đặc biệt là chiếc máy tính. Với tâm lý e ngại khi lựa chọn đơn vị sửa chữa máy tính vì sợ linh kiện giả, kém chất lượng. Hiểu được tâm lý đó, hệ thống sửa chữa laptop 24 giờ chuyên sửa chữa cung cấp các linh kiện máy tính bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn chính hãng với sự tận tâm, uy tín và chuyên nghiệp. Sự khác biệt làm nên thành công của hệ thống sửa chữa laptop 24 giờ là bởi sự không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, trải qua quá trình hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ, hơn 10 năm hình thành và phát triển. Hệ thống chi nhánh của sửa chữa laptop 24 giờ đã có mặt trên khắp địa bàn Hà Nội, đồng thời mở rộng hoạt động trên toàn miền Bắc với các cơ sở tại Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang. Đặc biệt, hệ thống sửa chữa laptop 24 giờ đã thành lập chi nhánh của mình tại thành phố Hồ Chí Minh, giúp đáp ứng nhu cầu liên tục của toàn bộ khách hàng. Bên cạnh đó, laptop 24 giờ nhận chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ đào tạo nghề sửa laptop chuyên nghiệp cho các cá nhân và các trường nghề trên cả nước. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, vẫn mang trong mình tâm thế của người phụng sự, luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng, đem đến những trải nghiệm khách hàng tốt nhất. Để làm được điều đó, bản thân tôi cũng như cán bộ nhân viên công ty luôn ý thức phải không ngừng nâng cao năng lực bản thân, cải tiến quy trình, từ đó lan tỏa sự tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp của công ty đến với khách hàng. Hiện nay, học và làm việc online là giải pháp thiết yếu trong tình hình dịch bệnh. Nếu không trang bị một chiếc máy tính chính hãng an toàn thì rất dễ gặp phải các rủi ro như cháy nổ, mất dữ liệu, mất các thông tin cá nhân, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, tính mạng, học tập, công việc của người sử dụng. Do vậy, laptop 24 giờ là địa chỉ uy tín hàng đầu khi cung cấp các sản phẩm điện tử chính hãng, cam kết về chất lượng, cung cấp các dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với giá cả hợp lý cùng đội ngũ nhân viên tận tình, chuyên nghiệp.